mùa hè đến rồi, nóng quá các bạn ơi. Như thế này người còn chịu không nổi, hướng gì đến máy. Thế thì các bạn chưa biết đến dòng laptop Acer Top Gaming F15 FX507VU này rồi. Với thiết kế vô cùng độc đáo, đó là hai quạt ARC Flow cùng với đó là 84 cánh sẽ giúp cho chiếc laptop của chúng ta luôn luôn giữ nhiệt độ ổn định khi mà trời nóng oi bức như thế này. Và chiếc laptop này sử dụng con chip Intel Core i7 13620H cùng với đó là card màn hình RTX 4050 cực kỳ chất lượng luôn mọi người ạ. Màn hình này vô cùng rộng lớn lên tới 15,6 inch và tần số quét lên tới 144Hz và tấm nền IPS sẽ giúp cho chúng ta có những trải nghiệm mượt mà nhất, những thước phim, những màu sắc chân thật nhất mà không phải dẫn đến tình trạng giật hình hay là xé hình khi mà chúng ta chơi game. Thế thì các bạn còn chần chừ gì mà không đến ngay hai con để sở hữu về cho chúng ta một chiếc laptop cực kỳ xịn sò như thế này chứ?